Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Rồi. Gì đây? Như vậy là giữa đêm, một chiếc xe tải tự động khởi động. Vâng. Rồi, như vậy là đã phi sang bên kia đường rồi. Đấy, hình như là tôi có nghe là cái tiếng động cơ khởi động đúng không ạ? Các bạn có nghe đúng không ạ? Vâng. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng mà để xe 3 tiếng sau thấy xe khởi động và phi sang bên chạy đường. Đúng là chuyện tâm linh, không thể đùa được.